Nào đây, đây mồi tôi do quay video thì nó bót lên trên đó lâu. Hôm qua tôi mới trộn cho anh Khánh đấy, hôm nay tôi trộn để tôi câu của tôi. Lâu lắm rồi không có video cho anh em xem vì tôi rất là bận thật. Tôi xin nói một chút về cái mồi mà tôi tặng theo khi mà anh em lấy lăng xê ấy. Anh em về làm ơn làm theo đúng hướng dẫn của tôi vậy, không cho thêm bất cứ một cái gì nữa, chỉ những thứ tôi nói thôi. Giờ gọi điện thì ông bảo thì tôi cho thêm nửa gói cắm trứng, ông thì bảo tôi cho thêm nắm gạo rang. Vừa mỏi mở miệng ra bảo tôi đã bảo thêm móm rồi đúng không, ông bảo vâng đúng móm, móm thật, anh em đừng cho thêm gì nhá. Tôi hướng dẫn như nào thì cứ như thế mà làm thôi. Đôi khi cho thêm nó tốt, nhưng mà đôi khi nó cũng có cái tác dụng phụ là cho thêm một nó tốt hơn, hai là móm. Nên anh em nếu mà kinh nghiệm vẫn còn ít hoặc thế nọ thế kia thì tốt nhất là thôi, không thêm bớt cái gì cả. Tôi hướng dẫn như nào thì cứ làm như thế thôi. Bởi vì mỗi lần lấy mỗi một lần anh em nào lấy lăng xê tôi chỉ tặng để cho câu thử có một lần thôi, để cho anh em biết đây. Đây là anh em cố gắng đừng lãng phí để gói mồi đấy. Đây cục mồi hôm qua này. Cho luôn đây tôi bóp. Tôi từ hôm qua đến hôm nay thì tôi không cho vào tủ lạnh. Đây ngoài. Mà anh em nào nếu mà có tủ lạnh thì tốt nhất là cứ cho vào tủ lạnh cho tôi chắc ăn. Mùi đạt rồi, nếu mà mùi dẻo quá tôi cho thêm một ít chép, chép tàu nữa cho nó đỡ dẻo. Này xuống nước thì lâu tan lắm. Ở đây nó sáng một chút. Đấy, rất ok rồi. Ở đây tôi sẽ nắm trước hai cục lăng xê, tôi câu một cần thôi. Nắm trước hai cục lăng xê và xuống đến hồ chỉ việc ra cần và cho vào ném thôi. Đỡ tốn thời gian xuống dưới hồ.
dù mà càng mềm thì đóng cá càng tốt, nhưng mà càng mềm thì cái lúc mà dính cá ấy, anh em mất thời gian gỡ rất chỉ là lâu. Tất nhiên là cái gì thế thôi, nó được cái nọ thì mất cái kia, không bao giờ là nó được cả cả. Đóng cá tốt mà nó lại gỡ dễ thì ai cũng thích. Cái hồ này này chính xác là chủ hồ nó không cho tôi câu lăng xê nữa. Thế nhưng mà lên là tôi hôm nay tôi đi câu, tôi phải lắp phao và tôi để tôi câu. Tôi giả làm câu lục. Nên là thực ra thì đi câu là lăng xê là không cần phao. Nó có hai kiểu, nếu mà anh em đánh bom mè nổi thì mới cần phao. Thế còn tôi đánh chìm thì tôi không cần phao. Đây nha, ok. Một cục. Biết là tôi ngồi câu thì có ông nào ông đấy ông mách lẻo mấy chủ hồ là tôi câu lăng xê được nhiều cá cái hồ đấy, nên là chủ hồ ra nó mới không cho tôi câu lăng xê ở cái hồ đấy nữa. Qua tôi ra thì nó có ngồi nó nói, nó bảo là cần này ở đây này chỉ được câu lục chứ không câu lăng xê, mà thôi tôi cứ đi câu lăng xê. Tôi ra đây đi tôi câu, đi tôi lắp phao và tôi câu. Đấy, ok anh em, thế này là xong này. Hai cục lăng xê làm sẵn này. Đây là tôi câu khoảng từ 4 giờ chiều đến tối nha anh em nha. Đấy, cửa này mang ra hồ chiến thôi. Véo dần ra câu lăng xê bao giờ hết mồi thì về. Đấy, mỗi lần đi câu thì không phải mang hai lăng xê này đâu. Lần đi câu thì tôi mang cả hộp cơ. Đây, 2 4 bộ, 6 bộ này tôi mang đi 6 bộ lăng xê này. Để phòng đứt nọ đứt kia nữa. Ok anh em. Bây giờ thì việc chuẩn bị đồ và đi ra hồ câu thôi. Ra hồ câu thì tôi sẽ quay tiếp anh em xem. Okay. Anh em nhá, bắt đầu ra đến hồ nhá. Gặp một ông anh này cũng xem video của tôi này.
bắt đầu ra cân ra nước nha. Tối hôm qua chắc ở đây có một câu. Em vừa úp cái video lên cánh. Nó vào bắt chuột theo biết mồi. Anh kêu mà số hộ ở đây. Rồi em được khoảng 4-50 phút thì em được 3 con. Rồi. Vậy. Rồi. Nó nuôi lên bé. Mà nó được một con một cân tầm này. Nó có phơi sát đâu mà. Mà ít được. Không? Đây vợ cho chị vui. Được cá năm nay rồi. Một đây là số món được khỏe đây. Không cho câu lông xê nhá, lắp phao này. Chứ không phải lắp phao để giả vờ là câu, chứ không phải là lắp phao vào để giả vờ là câu lục, chứ không phải là câu lục. Để giả vờ câu lục nhưng mà câu lông xê. Anh em lại bảo là ngắm ông lên cứ hỏi là thì em thấy rõ ràng anh câu có phao mà anh bảo không cần phao. Đầu đầu ok anh em đây nhá, nằm sát ở nhà đấy nhá, ở đây chỉ việc đánh thôi nhá, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Làm sao mà lén cũng sao không nổi lên. Anh em ơi đóng cá rồi nhá.
đây bà con xem này, một đôi nhá, nó gì là phí mồi tổ sư nhà nó. À, cục đầu tiên là một đôi rô phi rồi, đen như chó. Thôi con đóng mồm, một con đóng xuyên qua mắt. Đúng thật. À, thực sự nó lại đàn vô kỳ nó ra. Nhô nhâu nó liên hoàn bên dưới này. Nước dính bỏ lẹt ở đâu mà ngứa. À, anh ngồi lâu chưa? Anh nhá. Anh ngồi lúc hơn 9 giờ. Không tính giờ ngồi đến bây giờ ở đấy rồi. Hết ngồi rồi, đọc trình độ hết ngồi. Nó ra nó thu tiền lúc mấy giờ? Đầu tiên anh ngồi ở bên kia, lúc 9 giờ anh ngồi bên kia. Cổ to á. Ừ. Khoảng 40 phút. 3 tuần, không lấy gì. Mình có đoạn thu tiền, thôi. Anh em vào hộp trong em ngồi, rất thú vị. Vừa xong rồi đi qua hồ trên có ông kia, ông ấy, ông già ông không lục đây còn có khi to phép thì sóng lại, nhưng mà cái loại khó ngồi chơi với ông kia, nó đã nói rồi. Nó bảo thằng này ông Tuấn nó không được câu lông xê đâu nhé. Mình ông nắng quá, nắng khuya thường nhìn một gốc cây làm cái võng mà đôi cần. Cái tình trạng nắng này khả năng em ngồi tiếng nó cái chỗ nào trên to rồi băng vào nằm đúng quá. Chuyển xuống hồ dưới này được khoảng 15 phút. Đây ba con này, mà cá nó nhỏ, mà cá nó nhỏ quá, toàn là trôi nhỏ mới chép nhỏ này. Đây ăn này, tôi chưa buồn, tôi chưa buồn giật này, phao nổi trồng kèo lên này. Đấy anh em nhìn nó phao nó đi này, nó thụt phao này. Đấy. Đây, để tôi xem cho anh em xem là con gì. Rô phi hoặc cái trôi con thôi.
Đây, anh em xem là trôi bé này. Nhưng mà cứ không bắt nữa thì cuối cùng mình chả biết là bắt cái con gì. Tạm thời cứ bắt đi, không ăn thì cho. Nếu mà bắt đủ là 3 6 bắt đủ là được 8 con rồi. Đây mới có 4 con. Nhìn nó Rồi, cần này. ok anh em. Đấy. Anh em nhìn thấy nó lôi cần chưa? Nào. Đấy, dính lăng xê. Lôi cần hình như nó bung thì sao ấy. Tại tôi đang ngâm lâu rồi tôi không giật. Đây để xem. Đấy, rất là nhạy. Đóng trôi. Con trôi bé thôi. Đây anh em này, cá thì phải được mười mấy con rồi cơ. Trôi mấy cái chép nhưng mà cá nó nhỏ quá không không muốn quay, để đến lúc nào được con to, hoặc là nếu mà không được con to thì đến lúc về xách cá lên thì tôi sẽ quay cho anh em xem nhé, bởi vì cá nó nhỏ quá không muốn quay. Đây anh em này, ok, anh em được con trôi to đầu tiên này. À, con này là con thứ hai thì nó lấy được một con nữa rồi, nhưng mà tôi không quay phim.
hơn cân nhỉ? Con này phải hơn cân. Nó quay phim nhìn lên trên nó bé cơ. Ở đây này, không dính vào vợt mà may nó không nhảy được, không ngoái cái lưỡi nào. Ok. Anh em lại dính nhá. Quay xuống dưới không sợ cá nó sợ. Không không vòng qua đây lấy được đâu, anh ghi nó ra bên này đi. Ở chỗ này nó có cái gốc cây này. Nhảy thế nó trôi to đấy. Đó 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 đó, đổ đổ vào cây rồi. Dế 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 đứng đứng xuống đây dế ra. Không với gốc cây, hỏng đấy. Ôi, mắc rồi, mắc rồi, mắc rồi. Đó đó đó, đó. Từ 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 từ. Mắc rồi, mắc chưa? Nó vẫn chạy mà. Đá vừa gầm cây đây rồi, chắc kiểu kiểu cái này hỏng rồi. Mắc chưa? Mắc cứng chưa? Ở đây 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 em lội xuống. Anh em nhá, quả này phải lội nha. Chơi cả hành trình với lội xuống dưới hồ để dòng cá. Dòng ở đây đây vượt thôi. Tối không nhìn thấy đây. Nó vui. Bạn có lúc lại một bật lát cũng tầm hơn cân. Hình như bên kia còn chưa nắm mồi gì. Thôi cứ lém đã xong rồi xử lý cái này xong. Hỏng hết lăng xê à? Cái mồi cho nắm. May là con cá nó không phi vào trong gốc cây anh ạ. Nó bị mắc dây cước vào trong gốc. Đang ngồi anh thấy óm cái anh bảo là dính rồi. Trôi trôi to là dính nó hay bị nhảy. Nhảy trên này. Hai con to rồi nhé, với một con hơi hơi to rồi. Đấy, đánh tối phát được dính cá to ngay anh em ạ. Ồ, 100.000 cá hơn cân quá giỏi. Lội xuống nước dọc cá phải lột. Toàn trôi trôi đỏ. Đấy, buổi tối đóng cá liên tục này anh em này. Ôi nhưng mà vợt thì còn đang mắc con cá này. Tổ sức. Anh cứ dòng đi nhá, để em gỡ con này ra cái. Ôi trời. Một lưỡi nó đóng thẳng vào trong mồm. Một lưỡi đóng xuyên xuyên vây. Chờ, cứ dòng thông thả đi, chờ em gỡ cái lăng xê này ra cái không nó rối. Rồi ok. Ôi mình à. Được chưa? Có bằng mấy con kia không? Chắc không bằng, cũng gần bằng.
vẫn chưa nổi mà. Ô đi mẹ chạy ác nha. Đây. Ui sao chạy như điên bại à con này. Ngóng ngửa. Ui quậy. Trồi nó chạy thôi rồi. Mày chạy. Đây lỗi ra. Tầm đấy. Ở đây. Lại con trôi to nữa. Anh em ạ, lại hàng vừa miếng. Bốn trôi to. Anh ơi, em túm ra anh gỡ em cái lưỡi ra. Ôi giời, đéo đóng vào mồm. Cái chỗ lay mới là cái chỗ khó gỡ còn đéo ra được. Chỗ này đéo thiệt tuột được. Ui. Nguy hiểm. Ok. Anh em nhìn lưỡi nó đóng thâm chưa? Này thì có một da vào mắt. Có một lưỡi thẳng ra nó vẫn còn ngạnh nhỉ. Ôi chỗ này nó dai. Đéo ra được. Đây được rồi. Ôi, ok. Lưỡi vẫn ngon, không cong. Anh em để tôi cho cá anh em lại nha. Dính hàng khủng long bọ chúa nhá. Cái rẻ đâu nhỉ? Anh quay phim này. Em giải quyết rồi. À, anh thả đây. À, xin chào. Cơ cả Vân Anh à? Nghe có tiếng giọng con gái. Bình luận đây. Cá củ đây. Đó đấy. Ui kia hải rong đi kia. Rong đi. Anh nhìn chỉ có chuẩn. Trời ơi, trời nhỏ. À chết. Tép này, được con tép nữa. Này, gỡ cái này đi. Hả? Đúng rồi. Đúng rồi. Thằng mày kia sốt ruột đấy. Giờ mới 9 giờ tối thôi, nhưng mà đi về nhá. Anh em xem cá này. Nhặt hai con kia đây. Đấy. Đây, mình quay lại. Chui xuống tí nữa thì bẩn quần người ta. Hai anh em nhìn đi, nhìn quay sát sát. Anh em anh em nhé, đây là nguyên lăng xê nha. Để nó ngoài. Đây toàn hàng rất là nhiều hàng buổi tối nó rất là nhiều hàng to này, còn ban ngày thì nhiều hàng bé, nó rô phi tôi không bắt. Để ngoài xong. Đây là chỉ có trôi mới chép rồi nhé. Tôi còn chưa đếm đâu. Nhưng mà nhiều đấy. Không phải không ít đâu. Sách cũng vãi lưng này. Anh em này. Đấy anh em, cái lăng xe nó đóng thì là nhờ anh em lấy hàng, chỉ cần để lại số điện thoại cho tôi là được rồi. Ok, tôi sẽ tự động liên lạc anh em. Đi về nha anh em nhé.